hôm sau sáng sớm thẩm an tại ngáp một cái chạy đến phía sau núi liếc nhìn mộ dung thiên đang đội hai cái mắt gấu mèo cần cù chăm chỉ kẻ địa không hồ là khí hai cảnh võ giả một đêm này không ngủ không nghỉ quá khứ mười màu đất súng sờ xinh xinh bị hắn cày xong bảy mẫu nhưng thiếu niên mệt cũng quá sức đầy người vũng bùn không nói hai mắt ra thẳng đánh nhau đầu một đập một đập tiểu tử ngốc này thẩm an tại khẽ lắc đầu quay người hướng về nhà bếp đi đến không nghĩ tối đề kia tiểu tử ngốc một đêm cày xong mười mẫu đất hắn vẫn thật là dồn hết sức lực đi làm, cũng không biết phụng trộm lười. Tuy không theo làm sư phụ, đi làm mò cả cũng không biết. Nhớ năm đó hắn thẩm an tại 8 giờ đi làm chế có thể mò cả 5 tiếng đồng hồ không bị lãnh đạo phát hiện. Tại mặt trời từ khe suối trong khe triệt để lúc bò dậy, mộ dung thiên thật sự là không chống nổi. Một cái bồi dối cắp trên một đầu liền đâm vào thổ địa. Làm cái gì làm cái gì, đói ăn đắt rồi. Vì sư mang cho người bữa sáng đến đây, mau dậy đi ăn. Thẩm an tại bắt lấy mộ dung thiên chân đem hắn rút ra nhìn xem sư phụ trên tay kia một bát quen thuộc hắc hạt vừng rán mộ dung thiên vuốt vuốt chua sưng con mắt sư phụ còn kém hai mẫu đất liền xong rồi được rồi cầm chén bên trong đồ vật uống cho hết lại nói mộ dung thiên gật đầu tiếp nhận bát sau nằm lỗ mũi uống một hơi cạn sạch lần này thuốc ra ngoài ý định không khổ ngược lại rất là ngọt vào miệng tan đi một bát thuốc uống hết hắn chỉ cảm thấy một cô thanh lương chi ý lan tràn đến toàn thân toàn thân mệt mỏi ngay tại cấp tốc tiêu tán thay vào đó là một trận sảng khoái thậm chí hai cái mắt cùng thâm tất cả giải tán đi, tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Sư phụ, đây là đan dược gì? Mộ Dung Thiên hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy hiện tại mình tinh lực dồi dào, còn có thể lại cài vài máu địa. Tứ phẩm thanh thần đan. Thẩm An tại mười phần tùy ý địa mở miệng, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm, chuẩn bị tin chút cây chặt đương hàng rào. Tứ phẩm đan. Mộ Dung Thiên nhất giật mình, nhìn nhiều một chút người bên cạnh, mặc dù bề ngoài không ra thế nào nhỏ, nhưng dược hiệu lại là thực sự tốt. Nếu là về sau mỗi sáng sớm đều có thể uống đến đan dược này, hắn chẳng phải là đều không cần đi ngủ. Chờ đen dược điền bận chuyện xong, về sau ngày luyện đêm luyện, sớm muộn có một ngày có thể đạt tới quy nguyên cảnh. Thẩm trường lão, ngay tại sư đồ hai người nói chuyện công phu, nơi xa có một thanh loan phòng nữ đệ tử đến đây. Trong tay còn cầm một bộ toàn thân màu u lam bảo giáp, địa giai hạ phẩm bảo giáp. Thẩm an tại hai mắt lộ ra nét mừng. Đêm qua thời điểm Liễu Vân thẩm tới qua một chuyến, nói Vương Phi đối chú Nhan Đan cực kỳ hài lòng, cho nên chắn Nam Vương hỏi hắn cần gì ban thưởng cơ hồ là không chút suy nghĩ hắn muốn một kiện thiên giai phòng ngự linh khí nhưng đổi lấy là liễu vân thấm khinh bị ánh mắt thiên giai phòng ngự linh khí sao mà hi hữu toàn bộ đại an hoàng thất cũng liền bệ hạ mặc trên người một kiện nhiều nhất chỉ có thể cho hắn một kiện địa giai phòng ngự linh khí nhận lấy bảo giáp về sau thẩm an tại mỹ tư tư cầm lại gian phòng bắt đầu nhỏ máu nhận chủ còn chưa kịp nhỏ máu hắn liền đã nhận ra không thích hợp cái này bảo giáp tựa hồ không thích hợp lấy đến trong tay chữ nặng không nói cầm lâu còn có một số đau thấu xương ý đây vẫn chỉ là cầm trên tay mà thôi, nếu là nhỏ máu nhận chủ, chỉ sợ tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Mặc dù tinh thần lực không đủ cường đại, nhưng Thẩm An tại nâng tựa theo mình ngũ phẩm luyện dược sư kinh nghiệm, rất nhanh phát hiện nguyên nhân. Bảo giáp bên trên có tàn độc, lần này hắn có chút đắn đo bất định, có chút nói không chính xác là Trấn Nam Vương Dĩ Vãng trinh chiến thân mang này giáp để lại, vẫn là quận chúa lưu lại sùng tới thức cốt chi độc. Chẳng lẽ hắn là đang thử thăm dò ta? Thẩm An tại sờ lên cái cam, nếu thật là thực cốt chi độc lời nói, hắn khẳng định là giải không được, lại có thể là tiêu ngạo hải đang thử thăm dò mình dựng đạo năng lực. Sách, thật coi ta khẩu tử à, rõ ràng như vậy ý đô còn muốn xáo lộ ta thẩm mỗ. Đừng nói hắn hiện tại không có bản sự khử độc, cho dù có cũng không làm à, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao. Hắn hừ hừ hai tiếng, đem bảo giáp treo ở trên đại điện không tiếp tục để ý. Có đau ở phía trên, thu nhập nhẫn chữ vật sợ sẽ ảnh hưởng bên trong những vật khác, cho nên chỉ có thể trước tiên tìm một nơi treo. Hiện tại Trần Nam Vương vẫn còn, chờ bọn hắn cha con đi về sau lại nghĩ biện pháp để hệ thống hỗ trợ giải trừ bảo giáp bên trên độc chính là, dù sao hiện tại cũng không cần đi đâu, không sợ có người đánh lén. Thẩm An tại vừa nghĩ, một bên tâm tình thật tốt, khẽ hát mà liền đi ra Thanh Vân Phong, đi đến Thanh Khê Phong phương hướng tiền đến. Triệu Thành tên kia, năm mươi vạn kim đến bây giờ cũng còn không có đưa tới, hắn phải đi thúc bên trên thúc dục. Hắn đi về sau không bao lâu, Mộ Dung Thiên xoa eo đi đến. Giờ phút này kể sau mặt mũi tràn đầy vui mừng, một đêm cày địa, lại để hắn cảm giác linh khí của mình càng thêm tinh thuần hùng hộ không ít, ẩn ẩn có sắp đột phá khí hải trung kỳ dấu hiệu. Cho nên hắn mới chạy tới muốn hỏi một câu, tông môn thi đấu đệ nhất ban thưởng lúc nào xuống tới. Bên trong liền có một viên phá hải đan, chỉ cần phục dụng viên đan dược này, hắn còn nắm chắc tại trong vòng nửa tháng đạt tới khí hải trung kỳ. Kêu mấy âm thanh, cũng không có phát hiện sư phụ thân ảnh. Mộ dung thiên vào đầu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Sư phụ lại đi đâu, không phải nói hôm nay còn muốn cùng một chỗ ra hàng rào sao. Đang khi nói chuyện, hắn thoáng nhìn đại điện treo trên tường một bộ màu u lam bảo giáp. Đây không phải thanh loan phong sư tỷ đưa tới sao, sư phụ vì cái gì đem nó đặt ở cái này. Một bên nghi hoặc, hắn một bên tò mò hướng về bên kia đến gần mấy phần, đưa tay đi đụng vào. Hơi có chút đau thấu xương cảm giác truyền đến, mộ dung thiên nhíu mày. Loại cảm giác này, làm sao cùng lúc ấy cho tiêu cảnh tuyết vận công khử độc lúc cảm giác rất giống. Chẳng lẽ phía trên cũng có quận chúa bị chúng chi độc? Vừa nghĩ đến đây, hắn mắt lộ ra hưng phấn tri ý. Hắn nhớ mang máng công pháp của mình đối độc này có chấn áp đuổi tác dụng. Cho tới nay đều là sư phụ giúp ta, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hôm nay ta cũng rốt cục khả năng giúp đỡ sư phụ. Nói, mộ dung thiên không chút do dự gỡ xuống bảo giáp mặc trên người, mặc cho thấu xương kia tri ý lan tràn ra, trực tiếp đã vận hành lên vô song ngựa kiếm quyết. Theo kiếm quyết vận chuyển, lăng lệ sắc bén kiếm ý trận trận khuấy động, rất nhanh bảo giáp mặt ngoài chính là nổi lên từng tầng từng tầng chất lỏng màu đen, tanh hôi vô cùng. Độc này tại tiêu cảnh tuyết thể nội hãy còn có địa phương ẩn tàng, nhưng đây chỉ là bảo giáp mà thôi, không máu thịt xương tủy, bị kiếm mỹ ép một cái cũng chỉ có thể ra bên ngoài thấm. Hô, mộ dung thiên thở dài ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn tìm đến một khối khăn lau đem bảo giáp xoa sạch sẽ, từ ban đầu u lam biến thành hiện tại màu trầm sắc. Không tệ, nếu để cho sư phụ biết ta giúp hắn đem bảo giáp bên trên độc giải quyết, hắn là cũng sẽ có ban thưởng à. Nhìn xem một lần nữa treo trên tường bảo giáp, mộ dung thiên hết sức hài lòng gật gật đầu, sau đó lại cào lên đầu sư phụ hắn ở đâu không phải nói hôm nay muốn cùng một chỗ ra hàng giao sao hắn lại bắt đầu tìm khắp nơi lên thẩm an tại mà thẩm an tại giờ phút này đã đến thanh khê phong ngoại trừ triệu thành bên ngoài hắn còn ở nơi này đụng phải linh dựng đường từ đường chủ từ đường chủ vừa nhìn thấy thẩm an tại tức giận đến dựng râu trừng mắt chỉ vào hắn chửi ầm lên họ thẩm không qua người đồ đệ đi ta linh dựng đường làm cái gì ta hỏi người hắn đi làm cái gì thẩm an tại gặp bị bắt tại trận mặt không đỏ hơi thở không gấp địa giả bộ như nghi ngờ nói chẳng lẽ ta kia đổ nhi là người nào thần cộng phẫn sự tình đừng cho ta giả ngũ hắn chính là dâng mệnh lệnh của ngươi đi đường bên trong lấy thuốc còn cầm bao tải đi giả từ đường chủ sắc mặt xanh xám hắn thở dịp trong coi dược đường đệ tử không chủ ý đem não phu nuôi thật nhiều năm thuốc cho hết hao đi một bên triệu thành giờ khóc giờ cười hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại này kỳ hoa sự tình cầm linh giờ coi như xong còn te dần túi te dần túi cơm từ đường chủ sáng nay bên trên sáng sớm đến thanh khê phong vì chính là từ thẩm an tại đánh cực tiền bên trong cầm lại tổn thất nhưng hắn khẳng định không làm ạ, à, nếu là 50 vạn đánh cực tiền thiếu cần ít hai thẩm an tại tim là thanh khê phong phiền phức cũng không phải linh dược đường năm kiếm đánh bay một nửa bước địa linh cảnh mặc dù hắn không sợ nhưng cũng không muốn cùng thẩm an tại huyên náo không thoải mái còn có bước này không hợp thói thường sự tình thẩm an tại giả bộ tức giận từ đường chủ ngươi lại trở về chờ ta tin tức sau đó ta liền đem ta kia nghịch đồ áp lên linh dược đường chờ đợi đường chủ xử lý ta không muốn ngươi kia cái gì nghịch đồ hoặc là đem linh dược đưa ta hoặc là bồi ta ba vạn kim từ đường chủ cũng là khôn khéo, biết trở về còn chờ đến cái lông gà tin tức, cho nên dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, không cho hắn linh dược hoặc là tiền, nói cái gì cũng không chịu đi. Thầm trưởng lão, 50 vạn kim khấu chưa phí thủ tục còn thừa lại 47 vạn toàn ở nơi này, người lấy được, ta đi về trước. Triệu Thành xuất ra một viên nhẫn chữ vật đưa cho hắn, sau đó nhanh như chớp chạy đi. Thầm An tại nhìn xem hai mắt bốc lên lục quang từ đường chủ, bỗng nhiên khẽ giật mình, chắc tay hướng phía phía sau hắn hành lễ, gặp qua trưởng môn, gặp qua Trần Nam Vương. Từ đường chủ sửng sốt vội vàng quay đầu chắc tay, kết quả lại phát hiện sau lưng rỗng tuyết, một cái quỷ ảnh tử đều không có. Lại quay đầu, thẩm an tại cũng đã sớm chạy không còn hình bóng. Từ đường chủ sắc mặt xanh đỏ biến ảo, thẩm an tại, nơi xa, nghe hậu phương truyền đến kia hận không thể giết người tiếng gầm gừ, thẩm an tại tâm tình thật tốt, chết miệng anh hai lần miệng, trực tiếp hướng về linh phù sơn dưới núi thành nhỏ tiền đến. Có tiền chuyện thứ nhất là làm gì? Đương nhiên là tiêu phí, tới đây đều lâu như vậy, hắn còn không hào hảo buông lòng qua đây làm sao cũng muốn dưới chân núi du ngoạn một ngày mới đúng. Về phần làm sao tiêu dao khoái hoạt, hắn sớm tại vừa tới nơi này thời điểm liền có chỗ chuẩn bị, chỉ là vẫn luôn không có gì tài chính thực hiện mà thôi. Nói thế nào hắn thẩm an tại tốt xấu cũng coi như được nhất tại quân tử văn nhân nhã khách. Sùng núi tự nhiên muốn đi văn nhân nhã khách nên đi địa phương, làm quân tử chuyện nên làm. Cái gì trà lâu thư viện, nhã tập thi hội, hắn một cái cũng sẽ không đi. Hắn muốn đi giải cứu một chút chịu khổ gặp nạn thế nhân. Tỉ như cái gì phụ mẫu bị bệnh, bao đệ còn muốn đi học nữ tử đã có thể cứu khổ cứu nạn, lại có thể hun đúc thể xác tinh thần, có sao mà không làm quá thay? Một mực đợi trên thanh vân phong, lỗ tai đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Đương nhiên, hắn chỉ là định nghe nghe hát thư giãn một tí thôi, cũng không phải là vì thịt cá chi hoan, dù sao nơi này nhưng không có mưa nhỏ dù. Bất quá giống như bằng hắn dược đạo tạo nghệ, cũng không sợ bệnh. Lúc trạng vạng tối, thanh vân phong hạ, tiêu ngạo hải cùng liễu vân thầm sóng vai lên núi, chuẩn bị đến tìm một chút hư thực. Thanh vân phòng ngoại trừ thẩm an tại sư đồ bên ngoài không có người nào nữa, cho nên bọn hắn muốn tìm người thông báo đều không có cách, chỉ có thể một đường đi hướng thanh vân điện. Ngoài điện, bọn hắn trùng hợp khi thấy canh giữ ở bên ngoài, đây người vũng bùn mộ dung thiên. Nhìn thấy chấn mà nam vương cùng liễu vân thầm đến đây, mộ dung thiên bận biệu phủi tay chào. Mộ dung tiểu hữu, người sư phụ nhưng tại phong bên trong. Tiêu ngạo hải ra hiểu hắn không cần đa lệ, mở miệng hỏi thăm. Mộ dung thiên lắc đầu, sư phụ lão nhân gia ông ta hôm nay không biết làm cái gì đi, không tại phong bên trong. Không tại hai người sững sờ liếc nhau nhưng mà mắt sắc liễu vân thấm trước tiên thấy được đại điện treo trên tường kia một kiện đã biến thành màu trầm sắc bảo giáp ánh mắt ngừng lại tiêu ngạo hải cũng phát hiện bảo giáp biến hóa hô hấp có chút ngưng trọng lên vừa mới qua đi một ngày mà thôi bảo giáp bên trong ẩn chứa độc tố vậy mà đã bị toàn bộ loại trừ bởi vậy có thể thấy được thẩm an tại dược đạo tạo nghệ chỉ sợ không thể so với dược vương thất lại thêm sau lưng của hắn còn có một thượng tam cảnh cường già minh nữ nhi nếu là có thể bái nhận bọn họ dưới nói không chừng thật sự có hy vọng đem thực cốt chi độc giải trừ hoàn toàn không nghĩ tới đến linh phù sơn một chuyến lại còn có thể có như thế phát hiện trọng đại thật sự là làm hẳn ra ngoài ý định vương gia cùng liễu trưởng lão tin ta sư phụ có chuyện gì van bối nguyện nhắn dùm hai người bất động thần sắc tiêu ngạo hải ảy náy mở miệng buổi sáng là bản vương chủ quan sẽ có độc bảo giáp đưa tới vốn nghĩ đến đưa giải độc đan bất quá xem ra đã không cần vì đèn bù bản vương sơ sẩy cho nên bản vương nghĩ nghĩ chuẩn bị đưa mộ dung tiểu hữu một vật đưa vãn bối mộ dung thiên hiểu kỳ thứ gì? trải qua liễu cô nương đề nghị cho nên bản vương chuẩn bị cho thẩm trưởng lão một cái có thể đi vào thuần nguyên sơn danh ngạch theo tiêu ngạo hài lời nói rơi xuống mộ dung thiên hô hấp cứng lại thuần nguyên sơn đại an hoàng thất trọng địa không phải là có hoàng thất quan hệ thế lực lớn hậu bối không thể tiến vào bảo địa tiến vào núi này có thể trợ giúp khí hai cảnh cùng quy nguyên cảnh võ giả cực lớn trình độ giúp ngắn tu luyện cần thiết thời gian mà khoảng cách cùng tần thiền nguyệt ước hẹn 3 năm chỉ còn lại có 6 tháng không đến hắn nhu cầu cấp bách câu duyên đột phá Thần Nguyên Sơn không hề nghi ngờ chính là thượng trung phía trên co duyên. Đa tạ vương gia, đa tạ liễu trưởng lão, mộ dung thiên kích động hành lễ, nhưng tiêu ngạo hải rất nhanh cau mày mở miệng. Chỉ là danh sách này cũng không dễ dàng đưa tiến, có thể tiến vào thuần nguyên sơn không phải hoàng thân quốc tích chính là một chút đỉnh tiên thế lực lớn. Muốn danh chính ngôn thuận tiến vào thuần nguyên sơn, thầm trưởng lão cùng ngươi sợ đều cần một cái thân phận. Thân phận, mộ dung thiên sửng sốt, có chút không biết do so đối phương ý tứ rất đơn giản thẩm an tại thu quận chúa làm đồ đệ ngươi trở thành quận chúa sư huỳnh các ngươi sư đồ hai người liền coi như là cùng hoàng thất có quan hệ tiến vào thuần nguyên sơn liền sẽ không có người phản đối liêu văn thấm nhẹ giọng mở miệng mộ dung thiên nghe vậy giật mình có chút hưng phấn lên lúc trước hắn liền có ý nghĩ này đâu có tiêu cảnh tuyết tại dược viên những cái kia chuyện phiền toái hắn cũng không cần quản còn có thể đưa ra thời gian tới tu luyện văn bối không dám tự tiện thay sư phụ làm chủ bất quá nhất định nhắn dùm hắn vẫn là có chừng mực biết loại sự tình này muốn thẩm an tại tự mình mở miệng mới được làm phiền tiêu ngạo hải gật đầu hắn lập tức liền phải đi về là nguyên bên kia gần nhất lại không quá thái bình cần hắn tự mình quá khứ trấn thủ trong thời gian ngắn không có cách nào rời đi bất quá trong lòng hắn cuối cùng là rơi xuống một khối đá xem ra chính mình nữ nhi thực cốt chi độc hẳn là có biện pháp giải trừ coi như không cách nào trừ tận gốc hẳn là cũng có thể được đến cực lớn trình độ áp chế về phần thẩm an tại có thể đáp ứng hay không hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều có thể thu đường đường quận chúa làm đổ đệ cung hoàng thất nhờ và chút quan hệ chuyện này không biết bao nhiêu thiên linh cảnh cường giả muốn cầu đều cầu không đến đâu thẩm an tại hắn hắn không có lý do sẽ cự tuyệt á sáng sớm hôm sau thẩm an tại đăng câu cột nghỉ tạm một đêm thành thơi thành thơi trở về linh phù sơn cái này phủ dung hiên linh người vui nghệ của nhiên là nhất tuyệt đinh đinh lượn lờ như linh dương cầm mà mộ dung thiên lúc này chính một mặt u oán tại hậu sơn chứa hàng rào mười mộ đất đã triệt để khai khẩn xong hàng rào cũng trang không sai biệt lắm nhìn thấy mình sư phụ hồng quang đầy mặt dáng vẻ không khỏi hỏi thăm lên tiếng sư phụ mai cả ngày hôm qua đi đâu ban đêm cũng không trở lại Xung núi cùng người so tài một phe nhạc lý luật ban mộ dung thiên lập tức hiểu kỳ đại nhân sự tình tiểu hài tử hỏi ít hơn thẩm an tại lại khoát tay áo ra hiệu hắn không nên hỏi nhiều mặc dù mình không có làm chuyện này nhưng câu lan từ đầu đến cuối cũng thuộc về phong nguyệt nơi trốn chuyển đi luôn luôn không tốt cũng tỉ như kiếp trước có người đi giải trí hội sở chỉ là đơn thuần điện xoa bóp nhưng cũng kiểu gì cũng sẽ bị người hiểu lầm nha mộ dung thiên lập tức nhụt trí sau đó thấp giọng thầm thì sư phụ ngươi không phải nói muốn giúp đệ tử cùng một chỗ ra hàng giao à có sao có đồ nhi ngươi phải biết thiên tướng hàng chức trách lớn tại Mộ Dung Thiên hai mắt sâu kín nhìn xem hắn, rất giống cái khuê phòng oán phụ. Mê mơ, bây giờ nhìn lại ngược lại là ra dáng. Thẩm An tại hài lòng đánh giá đã đơn giản quy mô dược viên, đã chuẩn bị dùng trong tay tiền đi đổi mua một nhóm dược liệu tới chồng. Hắn bây giờ thế nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, trong đầu còn có không ít đan phương, mặc dù đều là thường gặp, nhưng cũng có thể để hắn luyện chế thành đan sau cầm đi đổi tiền coi như không bán cũng có thể luyện chế nhiều một vài thứ cho mộ dung thiên tăng cao tu vi cách hán cùng tần thiền nguyệt ước hẹn ba năm bây giờ chỉ còn lại chừng nửa năm thời gian giữa hai người còn kéo chí ít một cái đại cảnh giới cũng không biết tần thiền nguyệt bây giờ là tu vi gì trợ giúp mộ dung thiên thắng được ba năm sau ước định cũng là hệ thống ban bố nhiệm vụ không quá khen lệ tạm thời còn không biết là cái gì đúng rồi sư phụ hôm qua vương gia cùng liễu trưởng lão tới một chuyến bọn hắn còn nói cái gì thẩm an tại nhiều mày Vương gia nói dưới sự khinh thường đưa có độc bảo giáp cho sư phụ, cho nên nguyện ý xuất ra một cái thuần nguyên sơn danh ngạch đến, mà lại hy vọng sư phụ ngài có thể thu quận chúa làm đồ đệ, thuận tiện giúp quận chúa giải độc. Thuần nguyên sơn danh ngạch như thế làm hắn có chút giận mình ngoài ý muốn, bất quá đối với thu tiêu cảnh tuyết làm đồ đệ sự tình, không thu, không rảnh, vượt quá mộ dung thiên dự kiến, thẩm an tại rất là của quyết địa liền khoát tay áo. Kết thực cốt chi độc ngay cả dược vương cốc cốc chủ đều không có cách, hắn lại thế nào giải đúng không? Anh, vì cái gì anh sư phụ, thu quận chúa làm đồ đệ, tương đương với cùng vương gia giao hảo cùng hoàng thất giao hảo mộ dung thiên mười phần kinh ngạc không hiểu đây không phải thiên đại hảo sự sao vì cái gì sư phụ còn muốn cự tuyệt thẩm an tại bất đắc dĩ hắn lại làm sao không biết loại sự tình này nhưng hệ thống nói mộ dung thiên sùng bài giá trị chưa đầy cấp trước đó là không cách nào thu cái thứ hai đồ đệ lần trước hắn cũng đã hỏi nếu như cường giàn muốn thu vậy thì phải nỗ lực ngắn 10 cm tại giới là một nam nhân đừng nói ngắn 10 cm ngắn một ly đều là làm cho người không thể nào tiếp thu được kết quả vì sự trước mắt tất cả tinh lực đều thả ở trên thân thể người, coi như muốn thu đồ, cũng phải chờ nửa năm sau. Thẩm an tại tính toán, dựa theo hiện tại sùng bài đáng giá tiến độ. Nếu như mộ dung thiên trải qua mình dạy bảo sau thắng nổi tần thiền nguyệt, cái kia hẳn là không sai biệt lắm vừa vặn đoạn thời gian kia có thể soát mắc cấp. Mắc cấp về sau mới có thể thu cái thứ hai đồ đệ. Nhưng lời này đến mộ dung thiên trong tai lại là lại có ý khác đầy mắt cảm động. Nguyên lai, like, sư phụ từ bỏ thu quận chúa làm đồ đệ là bởi vì muốn đem toàn bộ tâm lực thả trên người mình. Nửa năm sau, không phải là mình đánh với Tần Thiền Nguyệt một trận về sau sao? Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên trong lòng rất là cảm động. Xung bài giá trị cộng 3, Thẩm An tại cổ quái nhìn hắn một cái, không biết gia hỏa này trong lòng lại đang nghĩ thứ gì. Sư phụ, mặc dù nói nói như thế, nhưng cái này mười mẫu dược viên có phải hay không còn phải chuyên môn muốn một người đến quản lý, dù sao đệ tử cái này. Mộ dung thiên gãi đầu một cái, Thẩm an tại nhìn thoáng qua phạm vi không nhỏ dược viên, âm thầm gật đầu đúng là như thế mộ dung thiên kế tiếp còn muốn chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện không có quá nhiều tinh lực mỗi ngày chiếu khán dược viên mà mình là một phong chi chủ cũng không thể cái gì đều tự thân đi làm á để tiêu cảnh tuyết trước lưu lại cũng có thể nhìn nào một cái là thật tâm muốn bái sư vẫn là đơn thuần muốn lợi dụng mình khử độc mà lấy được thôi có thể lưu nàng xuống tới hỗ trợ chiếu khán dược viên nàng như nguyện ý trước tiên làm thanh vân phong phổ thông đệ tử thu đồ sự tình cho ngày sau hãy nói cũng không muộn rõ Mộ Dung Thiên hơi vui, sư phụ nói như vậy, ta coi như là đồng ý bình thường, hắn lập tức liền phải có tiểu sư muội. Thẩm An Tại vẫn còn có chút nghi hoặc, kia bảo giáp bên trên độc tố mình động đều không nhúc nhích, Tiêu Ngạo Hải vì cái gì muốn để Tiêu Cảnh Tuyết bái mình vi sư? Đúng rồi sư phụ, ngày món kia địa giai hạ phẩm bảo giáp bên trên độc, đệ tử đã giúp ngươi khử rơi mất. Sau một khắc, Mộ Dung Thiên biên tướng đáp án nói cho hắn, ngươi cho khử rơi mất. Thẩm An Tại sững sờ, không dám tin nhìn xem hắn, ngươi làm sao khử rồi? khó trách hẳn nói tiêu ngạo hải vì cái gì bỗng nhiên đưa ra muốn để mình thu tiêu cảnh tuyết làm đồ đệ nguyên lai like là mộ dung thiên làm chuyện tốt nghi đến tiêu ngạo hải nghĩ làm bảo giáp bên trên đọc là mình loại trừ cho nên kết luận mình có lẽ có biện pháp trị liệu tiêu cảnh tuyết mới làm ra quyết định này toàn bộ nhờ sư phụ dạy công pháp cường đại mộ dung thiên mở miệng lời nói tràn đầy sùng kính vô song ngựa kiếm quyết thẩm an tại nhiều mày công pháp vậy mà có thể đối thực cốt chi độc sinh ra hiệu quả mộ dung thiên tiểu tử ngốc này cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình như thế lam hẳn có chút ngoài ý muốn có chút bất đắc dĩ đây chẳng phải là nói nếu như muốn giúp tiêu cảnh tuyết khử độc lời nói cũng là không nhất định nhất định phải trở thành thất phẩm luyện dược sư lại cả một bộ thích hợp với năng công pháp cực phẩm cũng được nghĩ đến cái này hắn lắc đầu công pháp cực phẩm cái nào dễ dàng đạt được như vậy còn không bằng lại rút đến luyện dược sư kinh nghiệm đột phá lục phẩm sau đó lại đến thất phẩm đâu được rồi người đem hàng rào gắn xong về sau nhớ kỹ làm cơm tối vì sư đem qua cùng người kịch chiến một đêm bây giờ có chút mệt mỏi trước hết đi nghỉ tạm Thẩm An tại ngáp một cái, khoát khoát tay rời đi. Sư phụ đi thông thả, Mộ Dung Thiên cung tiễn hắn rời đi. Trong lòng bỗng nhiên đối sư phụ trong miệng kịch chiến đối thủ sinh ra hiếu kỳ. Ngay cả Nham Lý Đường Chủ tại sư phụ trong tay đều không chịu nổi một kích. Vị kia chọn vẹn cùng kịch chiến một đêm người, đến cùng là bậc nào cường giá. Lắc đầu, Mộ Dung Thiên rời đi trước dược viên, chạy tới Thanh Loan Phong báo tin đi. Thanh Loan Phong đang nghe được Mộ Dung Thiên truyền lời về sau, tiêu ngạo hải cả người rơi vào trầm mặc trạng thái. Cự tuyệt, chị thẩm an tại vậy mà cự tuyệt mình đường đường trấn nam vương chi nữ bái sư thỉnh cầu không hổ là phía sau có thượng tam cảnh cường giả người tuyết không vì hiệu quả và lợi ích chỗ dụ tiêu ngạo hải chật chật tán thưởng sau đó lại hỏi tiêu cảnh tuyết ý kiến phụ vương cảnh tuyết ngược lại là cảm thấy thầm trưởng lão cùng mộ dung công tử đều rất thú vị lưu tại thanh vân phong làm cái phổ thông đệ tử cũng không có gì không ổn dù sao liễu trưởng lão ngay tại bên này tiêu cảnh tuyết cơ bản không có do dự ôn nhu mở miệng thật vất vả có tự do thời gian, nàng mới không muốn rời đi Linh Phù Sơn, lại trở về vượt qua bị dược vương cốc đệ tử mỗi ngày nghìn trăm trăm sinh hoạt đâu. Ở chỗ này, chỉ cần mỗi tháng để Liễu Vân thẩm áp chế một lần thực cốt chi độc độc tính, thời gian còn lại nàng muốn đi đâu thì đi đó. Mê mơ, Tiêu Ngạo Hải trầm giọng gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, sau một tháng thuần nguyên sơn sự tình, ngươi liền dẫn bọn hắn sư đồ hai người tiến về, có ngươi cùng thẩm trưởng lão tại, tần gia người hẳn là cũng không dám quá phận. Vâng, phụ vương. Tiêu cảnh tuyết gương mặt xinh đẹp hơi vui, gật đầu đáp ứng đồng thời trong lòng có chút tò mò. Mộ Dung công tử từng vị hôn thê sẽ là dạng gì? Mộ Dung Thiên Lĩnh ngộ bô lôi kiếm, phó đạo tinh thông đẳng cấp đột phá. Nhìn xem cuối cùng đột phá đến một cấp phó đạo tinh thông, thẩm an tại không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Cái đồ chơi này thật đúng là khó thăng cấp a. Đồ đệ hoàn toàn trưởng khống một bộ địa giai thượng phẩm kiếm pháp mới khó khăn lắm đột phá một cấp. Muốn đến 10 cấp, không biết phải đợi ngày tháng năm nào đi bất quá cuối cùng có cái hy vọng mộ dung thiên kiếm đạo thiên phú không tầm thường về sau nhiều để hắn nghiên cứu kiếm đạo liền tốt đồ nhi cảm giác như thế nào thẩm an tại cười ha hả nhìn xem trên diễn võ trường mộ dung thiên cái sau chính đầu đầy mồ hôi hắn sáng sớm ngay tại cái này luyện kiếm lần trước quan sát mình sư phụ thi triển bôn lôi kiếm về sau liền đã có chỗ minh ngộ bây giờ luyện tập phía dưới bôn lôi kiếm kiếm thứ tư thứ năm kiếm cũng rốt cục nắm giữ đệ tử tự biết so với sư phụ ngày đó thi triển còn kém rất nhiều mộ dung thiên không kiều không gấp khiêm tốn mở miệng nói thẩm an tại hai mắt nhắm lại rất là hưởng thụ không sai không sai hào hảo luyện kiếm tin tưởng ngươi không được bao lâu liền có thể siêu việt vi sư hắn vui mừng gật đầu chính lúc này bên ngoài diễn võ trường có hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm chậm mà tới núi xanh làm sân phía dưới ngược lại là một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh không phải người khác chính là liễu vân thấm cùng tiêu cảnh tuyết hai người liễu trưởng lão quận chúa các ngươi sao lại tới đây thẩm an tại đứng dậy hành lễ ta là tới đưa môn phái thi đấu đệ nhất ban thưởng phá hải đan Liêu Vân thấm nhẹ giọng mở miệng, đem một cái đan bình đưa tới, làm phiền Liễu trưởng lão tự mình đưa tiễn. Tiếp nhận đan bình, Thẩm An tại trực tiếp giao cho Mộ Dung Thiên. Thiếu niên đạt được đan dược, vui vô cùng, hận không thể lập tức nuốt vào tìm cơ hội đột phá. Mặt khác ta nghe nói người phía sau núi mở cái dược viên, trước mắt không người hỗ trợ quản lý, trung học quận chúa tại dược vương cốc chờ đợi hồi lâu thời gian. Liên muốn đến người dược viên này hỗ trợ, người thu thập một gian phòng ốc để nàng thường trú, không có vấn đề chứ. Liêu Vân thấm đôi mắt đẹp nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng. Tự nhiên là không có vấn đề. Thẩm An tại ha ha cười, chỉ cần hiện tại không cho hắn thu đồ, có miễn phí nhân viên giúp làm sự tình, còn tránh khỏi hắn dùng tiền mướn người. Mặc dù biết đây là bởi vì mộ dung thiên giải bảo giáp bên trên độc, tiêu ngạo hải mới đánh tính toán nhỏ nhặt, muốn cho mình thu tiêu cảnh tuyết làm đồ đệ. Nhưng không quan hệ, ai bảo hắn hào phóng như vậy, trực tiếp đưa thuần nguyên sơn danh ngạch cho thanh vân phong đâu, quyền đương tương lai bái sư phí hết. Mà lại, đến lúc đó chính thức thu tiêu cảnh tuyết làm đồ đệ, có phải hay không còn có thể lại thu một đợt bái sư phí? Vừa nghĩ, hắn một bên chật chật cật đầu, cũng không quá nhiều so đo tiêu ngạo hải lợi dụng bảo giác thăm dò mình sự tình. Dù sao nếu là hắn bên ngoài hỏi mình có thể hay không khử độc, mình khẳng định nói không thể, cho nên mới vì nữ nhi ra hạ sách này. Cái trước cũng sau đó chuẩn bị giải độc đan, không có bất luận cái gì phong hiểm, húng hồ có thể xuất ra thuần nguyên sơn danh ngạch làm bồi thường, tiêu ngạo hải đã rất có thành ý. Vậy liền phiến thuốc quận chúa, thầm trường lão nói quá lời, gọi ta cảnh tuyết liền có thể, không cần lấy quận chúa tương xứng. Tiêu cảnh tuyết trừng mắt nhìn, có chút hành lễ thiếu nữ dài dung mạo không thể so với liễu vân thầm kém nửa phần bất quá nhìn có chút yêu đuối phẳng phất một trận gió đều có thể thổ ngã còn có một việc liên quan tới thuần nguyên sơn liễu vân thầm nại mở miệng thuần nguyên sơn ba chữ vừa rơi xuống lập tức hấp dẫn thẩm an tại cùng mộ dung thiên lực chú ý một tháng sau thuần nguyên sơn mở ra đến lúc đó không riêng người của hoàng thất sẽ đi qua tần gia tần thiền nguyệt cũng sẽ quá khứ lời của nàng có chút nghiêm túc ánh mắt dừng lại ở mộ dung thiên trên thân nguyên mặc dù cầm xuống linh phù sơn thì đầu thứ nhất nhưng so với tần Thiền nguyệt vẫn như cũ có hồng câu tranh lệch năng lần này quá khứ nếu ta đoán không sai hẳn là đã chuẩn bị đột phá địa linh cảnh địa linh cảnh mộ dung thiên hô hấp cứng lại rồi nắm tay ý thức nắm chặt không đến 20 tuổi địa linh cảnh tần Thiền nguyệt thiên phú cường đại cỡ nào có thể nghĩ mà mình cùng nàng niên kỳ tương tự bây giờ lại mới khó khăn lắm đột phá tới khí hải cảnh bây giờ chỉ còn lại thời gian nửa năm thật sự có thể theo kịp cước bộ của nàng sao đã nhận ra mộ dung thiên khẩn trương thẩm an tại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn Bất quá là địa linh cảnh thôi. Nửa năm sau, Vi Sư sẽ để cho ngươi còn đánh với nàng một trận vồn liếng. Mộ Dung Thiên cảm xúc hơi lỏng, cảm kích nhìn thoáng qua mình sư phụ, trong lòng không khỏi yên ổn. Liêu Văn thấm nhìn nhiều một chút thẩm an tại, hơi có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này đến cùng là ở đâu ra tự tin muốn cho thiên phú như thế kém Mộ Dung Thiên tại thời gian nửa năm đuổi kịp tân Thiển Nguyệt bước chân. Đừng nói là hắn, liền xem như sau lưng của hắn kia nít bàn cảnh cường giả đến, sợ đều chỉ tài giỏi trừng mắt a. À. Dù sao giữa hai người vô luận là thiên phú hay là tài nguyên tranh lệch đều quá lớn. Tần Thiền Nguyệt sau lưng, thế nhưng là có toàn bộ Thiên Tuyết Tông cùng toàn bộ Tần gia. Ta muốn để các ngươi chú ý, là đến lúc đó còn sẽ có một người khác cùng Tần Thiền Nguyệt cùng đi. Ai? Mộ Dung Thiên nhiều mày. Thượng Quan gia, Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan Kiệt, Thẩm An tại nhiều mày. Người này hắn nghe nói qua, chính là Đại An triều cùng Tần gia nổi danh gia tộc, càng là tại Hoàng thất bên kia có không giống bình thường quan hệ. Mà Thượng Quan Kiệt thực lực thiên phú mặc dù kém hơn Tần Thiền Nguyệt, nhưng bây giờ cũng là quy nguyên cảnh trung kỳ thực lực bất quá thuần nguyên sơn sự tỉnh cùng thượng quan gia lại có quan hệ thế nào nhìn ra thẩm an tại hai người nhi hoặc liễu vân thẩm tiếp tục mở miệng thượng quan kiệt xưa này ái mộ tần thiền nguyệt càng là tại ba tháng trước đi tần gia đến nhà cầu thân bất quá tần thiền nguyệt cũng không cùng ý theo nàng ngay lúc đó nguyên thoại là ước hẹn ba năm chưa hoàn thành hồ nước liền không tính triệt để giải trừ còn không cần nhắc chuyện này mặc dù mọi người đều biết đây thực chỉ là cái cớ nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho thượng quan gia có chút bất mãn mấy tháng nay không ít âm thầm chèn ép mộ dung gia theo Liêu Vân Thấm từ từ nói đến, Mộ Dung Thiên trao mày, khó trách trước đó thi đấu thời điểm Nham Lì nói Mộ Dung gia sinh ý gặp khó, nguyên lai like trong đó lại có thượng quan gia trên chân. Thượng quan kiệt người này tâm tính nhỏ hẹp, nếu là tại thuần nguyên sơn gặp mặt, rất có thể sẽ đem các ngươi ngăn ở bên ngoài, cho nên đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Thẩm An tại mắt lộ ra kinh ngạc, mời cùng chúng ta đi. Liêu Vân Thấm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút cổ quái, bận biệu lại mở miệng, ngươi đừng hiểu lầm, ta là sợ các ngươi một chuyến tay không, còn lãng phí thời gian cùng danh ngạch dù sao thuần nguyên sơn ngoại trừ hoàng thất người những người khác muốn tiến vào tu luyện đều phải từ trong nhà một chút thực lực cường đại trưởng bối dẫn đầu mới được thẩm an tại ánh mắt càng cổ quái mấy phần hắn cũng không nghĩ nhiều à bất quá đối phương lo lắng ngược lại là không sai thuần nguyên sơn là một nhỏ ngọn núi bên trong có không ít thuần nguyên trì ngoại trừ phía trên nhất một tòa hoàng thất ngự dụng bên ngoài những người khác muốn độc chiếm một tòa thuần nguyên trì tu luyện không có dễ dàng như vậy lúc này liền cần liều thế lực Ai thế lực sau lưng cường đại, phải tới người lợi hại, ai tự nhiên là có thể chiếm cứ hiệu của tốt hơn thuần nguyên trì. Nếu là có thể chiếm cứ đỉnh phong kia hai tòa gần với ngự dụng chi ao thuần nguyên trì, vậy tu luyện tốc độ cơ hồ là ngày thường gấp 5 lần không thôi. Ở nơi đó nghỉ ngơi một tháng, mộ dung thiên rất có thể trực tiếp đạt tới khí hai cảnh đỉnh phong. Có thiên thiết tông cùng tần gia song phương thực lực chỗ dựa tần thiền nguyệt không hề nghi ngờ sẽ chiếm theo trong đó một tòa, mà đổi thành bên ngoài một tòa không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thượng quan gia trước ba tòa thuần nguyên trì mặc dù tranh thủ không được nhưng có ta ở đây chỉ ít có thể cho ngươi đồ đệ tranh thủ đến tòa thứ tư thuần nguyên trì liêu văn thấm môi đỏ khé mở mười phần tự tin mở miệng thẩm an tại do dự một chút hỏi thượng quan gia cùng tần gia đến lúc đó lại phái cảnh giới gì người mang họ bồi quá khứ cũng đều là một vị thiên linh cảnh sơ kỳ thiên linh cảnh á hắn sờ lên cầm nhíu mày xem xét lên trong ba lô duy nhất kia một chương thiên linh cảnh tiêu hao thể đã chỉ là thiên linh cảnh người vậy hắn liền không cần lo lắng không nói trước đến lúc đó liễu vân thấm sẽ cùng theo cùng đi coi như nàng không đi qua có một kiếm mở thiên môn kỹ năng kẹt tại hắn cũng không sợ thiên linh cảnh võ giả đa tạ liễu trưởng lão cáo chi những tin tức này thẩm an tại chắc tay mở miệng liễu vân thầm khẽ lắc đầu ta đến chính là nói với ngươi hai chuyện này cái khác không có gì nói nàng vươn mình nhu di ngọc thủ nhìn thẩm an tại sững sờ thế nào liễu vân thầm nhíu mày tiên à ngươi không phải cho mượn ta mười vạn kim cùng đố nhi ta một vạn kim đi ác có sao ta ngươi ngược lại là có thể vẫn còn tiền vốn bất quá ta đồ nhi ngươi liền còn bảy vạn kim tốt nghe nói như thế thẩm an tại lúc này mới kịp phản ứng giờ khóc giờ cười tổng cộng 17 vạn kim bất quá hắn cũng không phải loại kia người hẹp hỏi vẫn là ngoan ngoãn lấy ra 17 vạn đưa tới liễu vân thấm trên tay tốt tiếp xuống liền không sao người thanh vân phòng nếu là có cái gì quy củ chính ngươi cùng quận chùa nói đi ta đi trước nói xong liễu vân thấm hơi hướng phía tiêu cảnh tuyết gật gật đầu nện bước bước liên tục rời đi đợi đến nàng sau khi đi thẩm an tại cùng mộ dung thiên ánh mắt mới rơi xuống cái sau trên thân so với thẩm an tại chấm trước mộ dung thiên là một mặt hưng phấn có tiêu cảnh tuyết tại thuốc kia vườn rốt cục có người hỗ trợ chiều cố không biết cảnh tuyết người bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư thẩm an tại mở miệng hỏi thăm van bối bất tài còn mới nhị phẩm nhị phẩm luyện dược sư a à? thẩm an tại khẽ vuốt cầm đối với một cái hậu sinh vãn bồi tới nói nhị phẩm luyện dược sư đã là rất tốt phải biết tiêu cảnh tuyết không riêng gì nhị phẩm luyện dược sư, càng là một vị khí hai cảnh võ giả, hơn nữa còn bị kia thực cốt chi độc nhiều năm tra tấn. Dưới loại tình huống này, còn có thể trở thành một nhị phẩm luyện dược sư đã là khó được. Nghĩ đến hỗ trợ chiếu khán phía kia dược viên là không có vấn đề gì. Về phần linh tức những vấn trong đề, thẩm an tại cũng căn bản không sợ nàng phát hiện. Dù sao linh tức những đã cùng địa mạch nối liền lại cùng nhau, người khác dù là cho thanh vân phong phía sau núi toàn bộ dọn đi, cũng sẽ ảnh hưởng địa mạch chi khí chuyển vận, dẫn đến tức những khô héo lại thân là đường đường trấn nam vương trí nữ không đến mức ngấp nghé cái này khu khu thổ nhưỡng về sau ngươi tại cái này thanh vân phong liền xem như là nhà mình không cần có chỗ cầu thúc ngày bình thường hỗ trợ chiếu khán một chút dược viên liền tốt cảnh tuyết tùy ý thầm trường lão phân phó tiêu cảnh tuyết ôn nhu hành lễ thẩm an tại hiên lành mở miệng hướng phía mộ dung thiên ngoác đồ nhi mang cảnh tuyết cùng đi chọn lựa một tòa thích viện tử gió mộ dung thiên gật đầu mang theo tiêu cảnh tuyết tạm thời rời đi thanh vân phong trước kia tốt xấu cũng coi là một tòa lớn phong bất quá trận chiến kia qua đi nhân tài chết hết một đám tài nguyên đều bị trưởng môn thu về thằng đến về sau thẩm an tại kéo lấy trọng thương sắp chết thân thể trở về mới bảo vệ được thanh vân phong không bị người khác lấy đi đương nhiên cũng không phải là linh phù sơn qua sông đoạn cầu mà là coi là thanh vân phong người đều chết xong lúc ấy lại cực độ thiếu thốn tài nguyên cho nên mới làm như vậy lúc ấy nếu không phải trưởng môn cực lực cứu chữa chỉ sợ hiện tại cũng không có thẩm an tại cho nên mặc dù không có cái gì đáng tiền vật, đủ loại trước kia lưu lại viện lạc vẫn còn là có. Tin tưởng luôn có tiêu cảnh tuyết thích. Mang theo tiêu cảnh tuyết chọn xong viện tử, thẩm an tại lại để cho mộ dung thiên mang theo nàng tại thanh vân phong phụ cận bốn phía đi dạo một phen. Về phần hắn mình thì là đi đầu xuống núi câu la nghe hát đi. Sau đó mấy ngày, rực điền giao cho tiêu cảnh tuyết phản ứng, mộ dung thiên lâm vào bế quan tu luyện ở trong. Có linh tức nhưỡng cùng tiên linh suối hiệu của tồn tại, nhưng cái kia khô héo linh dược đã từng cây khôi phục, sinh trưởng sung mãn xanh thẳm cái này khiến tiêu cảnh tuyết rất là chấn kinh tất cả linh dược lúc trước đều là nàng tự mình phân lấy ra nàng có thể rõ ràng nhớ kỹ những linh dược này lúc ấy là cái gì khô héo bộ dáng hoàn toàn cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt có phát hiện này về sau nàng đối với thẩm an tại thủ đoạn càng hiếu kỳ hơn mấy phần đến cùng là dạng gì thủ đoạn vậy mà có thể làm được thần kỳ như thế sự tình cho dù là dược vương muốn gọi sắp chết linh dược phục sinh cũng cần thông qua trùng điệp chuẩn bị mới được đáng nhắc tới chính là từ đường chủ tại về sau tới thanh vân phong hai lần khi thế hung hăng muốn tìm thẩm an tại bồi mình linh dược kết quả thẩm an tại không tìm được mộ dung thiên tiểu tử này cũng không biết với ai học tinh trực tiếp để tiêu cảnh tuyết đi hỗ trợ tiếp đãi từ đường chủ hắn cho dù có lớn hơn nữa khỉ diễm đối mặt vị này trấn nam vương hòn ngọc quý trên tay cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ như thế hai lần lặp đi lặp lại về sau hắn liền rốt cục chưa đến đây mà về phần vị kia nham lý đường chủ cùng học trò cưng của hắn vương hổ hai người từ khi môn phái thi đấu qua đi liền không còn lại xuất hiện qua người khác giữa tầm mắt cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng hiển nhiên bại bởi thẩm an tại một trận chiến này làm hắn cảm thấy mặt mũi mất hết căn bản không mặt mũi lại xuất hiện tại thi đấu đi qua sau ngày thứ năm tiêu ngạo hải tiến về chủ phong trào từ biệt la nguyên bên kia đại quân cần hắn đi xuất lĩnh cho nên không thể ở chỗ này chậm trễ Bình Thiên chiều những năm gần đây cũng tặc tầm bất tử, thỉnh thoảng liền phái một chút tiểu môn phái tiểu tán tu tại Lang Nguyên phụ cận là một ít động tác, tỉ như tu kiến trận pháp cái gì. Bất quá có đại quân chấn thủ, trước mắt mà nói còn không có gì vấn đề lớn. Mộ Dung Thiên cũng đang ăn hạ phá hải đang ngày thứ bảy, thành công tấn cấp khí hải trung kỳ, sau thẩm an tại suy đoán nhanh hơn chút. Sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá, toàn do vô song ngự kiếm quyết cường đại. Thẩm An tại thậm chí cảm thấy đến nếu là có thể tại Thuần Nguyên Sơn cho hắn chọn được một chỗ vị trí tốt, lại chuẩn bị một chút đan dược, một khi phá vỡ mà vào quy nguyên cảnh đều có nhiều khả năng. Đương nhiên, cái này cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ, nếu là nói ra người khác sợ muốn cười rơi răng hàm. Gần hai tháng, hoàn thành một cái đại cảnh giới đột phá. Tốc độ này liền xem như lúc trước Tần Thiền Nguyệt cũng không được à. Sau đó thời gian mười phần an ổn, thẩm an tại mua thật nhiều linh dược trồng ở dược viên. Tổng cộng hơn 10 ngày thời gian trôi qua, dược viên đã nhìn qua rất có chuyện như vậy. Ba mẫu đất đều trồng đầy linh dược, toàn bộ phía sau núi linh khí nồng đậm, mùi thuốc tập kích người. Còn có không ít chim thú đều bị linh khí này cho dẫn đi qua, như thế để thẩm an tại ba người trong khoảng thời gian này một no bụng có lốc ăn. Mà mỗi lần nhìn thấy thẩm an tại nấu như vậy một cái nồi dính hát hạt vừng, mà mộ dung thiên còn một mặt không kịp chờ đợi nuốt, tiêu cảnh tuyết chính là một trận nhíu mày. Nàng lần đầu tiên nghe mộ dung thiên nói thẩm an tại muốn luyện đan thời điểm, còn hơi có chút chờ mong. Khi thấy hắn cầm dao phải sắt thuốc, sau đó lung tung hướng trong nồi ném vào loạn hầm thời điểm, cả người đều ngây ngần cả người, kém chút hoài nghi thế giới này chân thực tính nàng co là lần đầu tiên thấy có người là như thế này luyện đan bất quá mặc dù bề ngoài chẳng ra sao cả nhưng nhìn mộ dung thiên dùng quá sau dược hiệu hoàn toàn chính xác không tầm thường có thể dùng như thế tùy ý phương pháp nấu ra chữa rõ dệt dược hiệu đan dược càng thêm khảo nghiệm một luyện dược sư đối với dược liệu năm mạnh khỏe cùng các loại dược lý trưởng khống đủ để thấy vị này thanh vân phong phong chủ dược đạo tạo nghệ cực kỳ không tầm thường cái này cũng làm nàng đối mộ dung thiên lời nói càng tin mấy phần có lẽ vị này thanh vân phong phong chủ thật có thể chữa khỏi trên người nàng thực cốt chỉ độc mà tại ngày thứ 15 thời điểm, có người lên núi nói cho Mộ Dung Thiên một cái thật không tốt tin tức. Đó chính là Mộ Dung gia thuốc phường đã quan ngừng, đồng thời tình huống bây giờ mười phần nghiêm trọng, thậm chí lúc nào cũng có thể có bị người nhổ tận gốc phong hiểm. Hắn muốn đợi Thẩm An tại trở về lại xuống núi, nhưng lại đợi một đêm đều không đợi được, thế là chỉ có thể lời đầu tiên mình một người trở về nhìn xem tình huống. Tiêu Cảnh Tuyết thì là lưu tại phong bên trong chờ Thẩm An tại, nếu là đến buổi trưa mười phần vẫn chưa về, cũng chỉ có thể đi Thanh Loan phong mời Liễu trưởng lão xuống núi hỗ trợ.